Thank you.
Trung anh ơi, Trung nhớ. Đốt hai cây luôn à? Ôi nữa anh cứng mà bên đó đằng kia yếu. Thua con bé đó hả? Ghê. Chí gai em bảo giờ ẹt rồi cũng đánh xem tư xem năm gì đấy. Chí gai đánh đơn giản mà ông rụt tay nó đánh không tự tin. Chí gai vô rồi anh, cái đầu anh vô đi. Lúc mấy cái đầu cũng nhẹ tự chết thôi. Nhẹ nhẹ đánh. Yếu siêu à. Rồi, một phép thôi nha. Chịu thôi. Mất cảm giác quá. Một cuốn một gạt, một cuốn một gạt, một cuốn một gạt, một cuốn một gạt. Rồi, nhấn lên. Bên kia chết, đúng rồi. Hôm qua đấy gì? À cái anh này hả? À? Tuấn ai à, thằng đó trước em chưa đánh với nó nhưng mà em nghĩ nó khoảng hai trái trở lại thôi. Tại vì giờ nó đều không à? Nó vào banh đều giống như Khải nữa. Vào banh đều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.